Đứng cho em nhé. Em cảm ơn ạ. Bác Nga ơi, bác cho cháu bát bún như mọi khi nhá. Nhiều thịt bò không mắm tôm à. Này, vâng ạ. Cô bảo này, về đây ở hẳn đấy à? Sao thế? Thì hai vợ chồng này cãi nhau đấy à? Chả không phải như thế đâu ạ. Không là không thế nào. Cãi nhau hay là bỏ nhau, cô thấy mày về đây ở cả tuần nay rồi đấy. Con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi. Mày đừng về đây quấy quả mẹ mày nữa. Đúng rồi đấy. Còn phải để cho mẹ cháu con lấy chồng đi chứ. Để cho mẹ mày lấy chồng. Dạ, vâng, thôi cháu xin phép cho vào trong ạ. Này, chắc là con Khánh nó bỏ chồng thật đấy bà. Chắc thế. Để con ạ. Để đấy cho mẹ. Úi giời ơi, cái bà này, ta đây làm cái gì đấy hả? Đuổi khách à? Bát bún này tôi chan rồi nhá, nhưng không bán nữa. Không phải ai đến đây cũng được ăn bún riêu bà Nga béo nhá. Đừng hòng, bún của tôi không bán cho cái ngữ vô duyên. Làm gì mà bà phải căng thẳng thế? Lâu ngày tôi không nhìn thấy cái Khánh. Tôi hỏi thăm nó một tí thì hỏi làm sao? Hỏi thăm một tí thì làm sao? Các bà tử tế quá nhỉ. Con gái tôi ở nhà tôi thì mắc mớ gì đến các bà mà các bà đâm bị thóc chọc bị gạo. Cái gì mà bát nước hắt đi, xin lỗi nhá, hắt đi rồi lại hắt lại, hắt lanh quanh rồi hắt vào cái ngữ mà hay tò mò tọc mạch ấy. Này, chỉ có là bát bún thôi, bà làm cái gì mà ghê gớm thế hả? Làm như mẹ thiên hạ ấy. Này, đây không thèm ăn nữa nhá. Tôi không muốn làm mẹ của thiên hạ, nhưng tôi chỉ muốn làm mẹ của các con tôi thôi. Tôi còn sống ngày nào thì đừng có ai động đến con của tôi. Thôi đi đi bà ơi. Khiếp cồn. Cái con mụ đanh đá thảo nào á, mà con rể nó chạy té re ra, nó sợ bà như sợ cọp ấy. Bà nói cái gì hả? Thôi 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 thôi, thôi mẹ. Thôi mẹ, thôi kệ người ta đi mẹ. Kệ các cô ấy. Mẹ bảo con về đây sống với mẹ thì con về con sống với mẹ. Chứ có phải về đây rồi nhìn mặt hàng xóm đâu mà vừa sống vừa phải để ý tứ người ta. Lần sau mà còn đến đây á, mẹ bổ cho vào mặt đi. Đúng. Em cấm cửa. Ôi chịu. Thôi, con đi vào gọi chúng nó ăn sáng đi, rồi đưa chúng nó đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên con làm ở chi nhánh mới à? Thì đi đi. Con vào nhà mẹ nhá. Đừng có nghĩ gì nhá.